Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ ba, ngày 8 tháng 11, chương trình sẽ có những nội dung thông tin đáng chú ý sau. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Vân Hà, huyện Phú Vang để khảo sát tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của tỉnh ủy trên địa bàn. Bảo hiểm xã hội phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền cũng như vận động sự tham gia tích cực của học sinh để bao phủ 100% bảo hiểm y tế học sinh. Thắp sáng ước mơ hoàng lương, những câu chuyện đầy tính nhân văn, những phần quà ý nghĩa hay những tiết mục văn nghệ đã mang đến chương trình giao lưu sự ấm áp ý nghĩa. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Vân Hà, huyện Phú Vang để khảo sát tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững, phát triển nông nghiệp, nông dân, xây dựng nông thôn, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác xã, củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Tham dự buổi làm việc còn có trưởng ban dân vận tỉnh ủy Nguyễn Chí Tài. Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo Đảng ủy xã Vân Hà cho biết, trong những năm đầu nhiệm kỳ 2020-2025, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình hình thiên tai, dịch bệnh, nhưng địa phương đã chủ động trong triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa thông tin, đảm bảo an sinh xã hội đạt nhiều kết quả thiết thực. Kết cấu hạ tầng được đầu tư đã bước ngày càng tốt hơn nhu cầu về sản xuất và đời sống của nhân dân. Số hộ nghèo toàn xã hiện nay là 221 hộ. Trong năm 2022 đã thoát nghèo được 23 hộ. Hiện nay, đảng bộ xã có 11 chi bộ trực thuộc với 166 đảng viên. Xã Vĩnh Hà quyết tâm tiếp tục phấn đấu phát huy các thế mạnh để đạt xã nông thôn mới nâng cao trước năm 2025. Góp phần cùng với huyện và tỉnh xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Tại buổi làm việc, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hà kiến nghị với Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đoàn công tác một số lĩnh vực như đầu tư nâng cấp các hạ tầng giao thông thủy lợi để phục vụ sản xuất nông nghiệp, tiếp tục đầu tư mở rộng và nâng cấp tuyến giao thông tỉnh lộ 10D và 10C, có cơ chế chính sách cho cán bộ làm công tác văn phòng Đảng ủy. Kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, Vĩnh Hà là địa phương có nhiều tiềm năng lợi thế trong phát triển kinh tế, nhưng trình độ dân trí người dân còn thấp. Đó là vấn đề khó khăn kiềm hãm sự phát triển đi lên của địa phương. Do đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý, bên cạnh phát triển kinh tế xã hội, cần chú trọng đến việc nâng cao trình độ cho người dân, chú ý hơn đến công tác giáo dục trên địa bàn. Cùng với đó, Vĩnh Hà cần quan tâm đến công tác xây dựng đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, tiếp tục kiện toàn bộ máy chính quyền cơ sở, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết của tỉnh ủy, huyện ủy Phú Vang có hiệu quả hơn. Sáng nay, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thị xã Hương Trà tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyển quân năm 2023. Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo kết quả sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2023. Nét nổi bật là Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự từ thị xã đến các xã, phường đã làm tổ công tác ra soát, xét duyệt những thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, các đối tượng tạm hoãn, miễn, đủ điều kiện nhập ngũ, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định. Trong số 869 thanh niên gọi khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, có 489 thanh niên đạt yêu cầu. Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích những hạn chế cũng như chia sẻ những cách làm hay để công tác tuyển quân năm 2023 đạt chỉ tiêu và chất lượng đề ra. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thị xã Nguyễn Duy Hùng yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân, các hành vi tiêu cực trong công tác tuyển quân. Đồng thời làm tổ công tác hậu phương quân đội, làm tổ công tác chuẩn bị chú đáo các điều kiện đảm bảo cho việc khám sức khỏe tập trung tại các tuyến thị xã, tổ chức phát lệnh giao quân đúng quy định. Chiều qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phong Điền tổ chức lễ phát động tháng cao điểm vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo năm 2022. Tại lễ phát động, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phong Điền đã đọc thư kêu gọi các cơ quan, đơn vị, địa phương, các doanh nghiệp, tổ chức, tôn giáo, nhà hảo tâm và toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tiếp tục đồng hành, chung tay góp sức bằng những hành động cụ thể, thiết thực, hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo và tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo để huyện tiếp tục chăm lo, giúp đỡ người nghèo cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, góp phần xây dựng huyện Phong Điền trở thành thị xã trước năm 2025. Ngay sau lễ phát động, Ban vận động quỹ vì người nghèo huyện Phong Điền đã tiếp nhận số tiền ủng hộ gần 90 triệu đồng đến từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm trên địa bàn toàn huyện. Chuyển sang những tin tức khác,
Sở Du lịch Thừa Thiên Huế vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lộc cùng các doanh nghiệp du lịch dịch vụ Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng tổ chức đoàn khảo sát sản phẩm du lịch tại huyện Phú Lộc. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch triển khai chương trình phát triển du lịch dịch vụ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022, truyền thông, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, điểm đến mới tại các địa phương trên địa bàn tỉnh nói chung và Phú Lộc nói riêng để đa dạng hóa các loại hình sản phẩm du lịch trong thời gian tới. Đoàn đã đến khảo sát các cơ sở dịch vụ tại núi Bạch Mã và tham gia tour trekking, leo núi, ngắm cảnh, đón bình minh trên vòng Hải Đài, khảo sát tại các điểm đến, khu nghỉ dưỡng cao cấp Vedana Lagoon Resort and Spa, tham quan mô hình homestay Hà Phương tại thị trấn Lăng Cô, homestay Honey ở xã Lộc Trì, tham quan khảo sát cơ sở nấu và sản xuất dầu tràm Trường Hải tại xã Lộc Thủy, khám phá đầm Lập An. Sau khi kết thúc khảo sát, đoàn đã có buổi họp đánh giá và thảo luận góp ý với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phú Lộc nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch tại địa phương và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch tại đây. Sáng nay, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lớp tập huấn quản lý và khai thác phát triển quyền sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp và gặp gỡ các tổ chức cá nhân doanh nghiệp tham dự cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022. Trong thời gian một ngày, các hội viên Hội Doanh nhân trẻ được các chuyên gia và lãnh đạo Sở Khoa học Công nghệ truyền đạt ba nội dung về chiến lược phát triển tài sản trí tuệ, quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp, định hướng tài sản trí tuệ gắn với phát triển chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực địa phương, hướng dẫn trình tự thủ tục đăng ký khai thác áp dụng vào thực tiễn các sáng chế giải pháp hữu ích cho tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, bảo vệ và thực thi quyền sở hữu công nghiệp cho các tổ chức cá nhân trên địa bàn. Buổi tập huấn nhằm tăng cường kết nối, cung cấp thông tin, hỗ trợ đăng ký bảo hộ và khai thác tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp, đặc biệt là khai thác sáng chế, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ tại địa phương. Cùng tại buổi tập huấn, Sở Khoa học Công nghệ cũng đã thông tin về kế hoạch tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2022 để các tổ chức cá nhân tham gia cuộc thi tiếp cận với các nội dung liên quan về tài sản trí tuệ, qua đó hoàn thiện ý tưởng, dự án kinh doanh của mình. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đề nghị cân nhắc thu hẹp phạm vi chủ thể có nghĩa vụ bắt buộc mua bảo hiểm trách nhiệm xe cơ giới theo hướng loại trừ trường hợp xe máy. VCCI vừa nêu ý kiến góp ý đối với dự thảo nghị định quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm chạy thổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo. Theo VCCI, thời gian qua, việc thực hiện các loại bảo hiểm bắt buộc đã được chứng minh là mang lại nhiều lợi ích xã hội, trừ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe máy. Sau hơn 10 năm thực hiện, tỷ lệ chi trả bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự với xe máy vẫn ở mức rất thấp. Theo đó, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc thu hẹp phạm vi chủ thể có nghĩa vụ bắt buộc mua bảo hiểm trách nhiệm xe cơ giới theo hướng loại trừ trường hợp xe máy. Theo đó, việc mua bảo hiểm xe máy bao gồm cả bảo hiểm trách nhiệm dân sự và các loại bảo hiểm khác sẽ dựa trên sự tự nguyện thỏa thuận của các bên. Thưa quý vị và các bạn, được ví von như đi qua một chiếc cầu có tay vịn, tham gia bảo hiểm y tế không chỉ đảm bảo an toàn cho mỗi học sinh mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội của các em và gia đình trong việc chia sẻ rủi ro với cộng đồng. Với những lợi ích và giá trị nhân văn mà bảo hiểm y tế mang lại, ngành giáo dục và đào tạo đã phối hợp với bảo hiểm xã hội để đẩy mạnh công tác tuyên truyền cũng như vận động sự tham gia tích cực của học sinh và phụ huynh vào đầu năm học. Sau trận ổn thập tử nhất sinh, niềm hạnh phúc được trở lại trường, tiếp tục con đường học hành của Trương Ngọc Bảo Minh chắc hẳn chỉ những người thân của em mới cảm nhận một cách trọn vẹn. Nằm trong số hai bệnh nhi bị di chứng hậu COVID-19 được đánh giá là nặng nhất trên địa bàn tỉnh trong đợt dịch đầu năm nay. Hơn 4 tuần nằm viện, chi phí điều trị của em lên đến hơn 450 triệu đồng. Tuy nhiên, với số tiền chi trả trên 350 triệu đồng từ Quỹ Bảo hiểm Y tế, gia đình em được san sẻ phần lớn gánh nặng kinh phí điều trị cho con. Qua trường hợp của cháu Trương Ngọc Bảo Minh thì em cũng nhìn nhận được là cái bảo hiểm y tế bắt buộc của học sinh là học sinh viên thì cực kỳ quan trọng trong việc khám và chữa bệnh. Do đó thì mỗi con em của chúng ta nếu như mà tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc của học sinh sinh viên thì mang lại lợi rất lớn trong việc khám và chữa bệnh. Do đó chúng ta nên phải cần nhìn nhận lại một cách rõ ràng và sâu sắc của việc đóng bảo hiểm y tế bắt buộc của học sinh và sinh viên. Bảo Minh nằm trong số trên 77.000 lượt học sinh sinh viên được bảo hiểm y tế chi trả khám chữa bệnh trong năm học vừa qua với tổng số tiền gần 32 tỷ đồng. Trong đó có rất nhiều trường hợp bệnh nặng sử dụng kỹ thuật cao đã được chi trả với số tiền rất lớn. Bệnh tật là điều không ai muốn nhưng lại có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe học sinh sinh viên, vào thời điểm đầu năm học, các ngành liên quan, đặc biệt là ngành giáo dục và đào tạo, đều ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế đến từng đơn vị cơ sở giáo dục trên địa bàn. Đối với Sở Giáo dục Đào tạo, chúng tôi thì trên cơ sở cái chỉ đạo của tỉnh thì chúng tôi cũng có ban hành một cái kế hoạch để triển khai riêng trong ngành giáo dục đào tạo. Các cái biện pháp chỉ đạo thì về phía ngành giáo dục thì trước hết thì chúng tôi chỉ đạo các cái đơn vị trực thuộc, các phòng giáo dục đào tạo tổ chức tuyên truyền cái nội dung công việc đến tất cả các học sinh và đặc biệt là đối với phụ huynh, để các phụ huynh và học sinh nhận thức rõ được việc đóng bảo hiểm y tế đó là một cái trách nhiệm và một cái quyền lợi đối với người học. Cùng với việc tăng cường chỉ đạo của ngành, từng trường học cũng có những cách làm hay, sát hợp với thực tế của đơn vị mình, nhất là tìm kiếm các nguồn hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tham gia bảo hiểm y tế. Nhà trường đã triển khai và cái công tác đầu tiên là vận động cho phụ huynh thấy được ý nghĩa đó, tầm quan trọng đó để cho con em là tham gia đầy đủ 100%. Đó. Thứ hai nữa là trong quá trình triển khai thì sẽ có một vài cái vướng mắc, ví dụ như là học sinh quá khó khăn, gia đình khó khăn, thì nhà trường đã vận động bằng các cái nguồn, ví dụ như là các nhà hảo tâm tài trợ, thì mình lại đầu tư cho các em vào cái việc là đóng bảo hiểm y tế là đầu tiên. Đó. Ngoài ra thì khi mà cái vận động mà tài trợ mà còn gặp khó khăn nữa thì vận động nội lực, tức là vào những cái quỹ chữ thập đỏ của trường. Đó, thì mình sẽ tặng cho các em. Chúng tôi cũng phân tích thông qua các số liệu hàng năm tổng kết ở ngành bảo hiểm y tế, đưa ra một số cái trường hợp điển hình về cái hỗ trợ cụ thể cho các trường hợp mà bị mắc bệnh mà phải chi trả số tiền rất lớn lên đến hàng trăm triệu đồng. Họ phải nói rằng như vậy. Và chúng tôi cũng phân tích được rằng là cái bảo hiểm này là có sự hỗ trợ của nhà nước, họ để mà bảo hiểm này không mang tính vụ lợi, không mang tính kinh doanh mà mang tính hết sức và nhân đạo, phải nói như vậy. Và chúng tôi cũng quán triệt rằng những người làm công tác bảo hiểm y tế cũng phải hết sức là tích cực, nhiệt tình. Có thể thấy, nhờ làm tổ công tác tuyên truyền, bảo hiểm y tế từ yêu cầu bắt buộc đang dần trở thành ý thức tự giác của học sinh và nhận được sự đồng tình ủng hộ của các bậc phụ huynh. Trên 97% học sinh tham gia bảo hiểm y tế hàng năm là minh chứng cụ thể. Bao phủ bảo hiểm y tế cho 3% còn lại, tuy số lượng không nhiều, nhưng phần lớn đều rơi vào các trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, rất cần sự hỗ trợ của các tổ chức cá nhân hảo tâm. Chương trình được tiếp tục với các thông tin khác. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi các tỉnh, thành phố đề nghị triển khai thực hiện đề án đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố có đường sắt đi qua, chỉ đạo đôn đốc cơ quan chức năng của địa phương khẩn trương lập hồ sơ trình cấp thẩm quyền phê duyệt dự án xây dựng đường gom, hàng rào ngăn cách dọc theo đường sắt để xóa bỏ các lối đi tự mở qua đường sắt. Ưu tiên bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách của địa phương để triển khai thực hiện xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt theo kế hoạch, lộ trình được phê duyệt. Bộ Giao thông Vận tải cũng đề nghị các tỉnh, thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính ưu tiên bố trí nguồn kinh phí để triển khai thực hiện quyết định 358 nhằm xóa các lối đi tự mở qua đường sắt, đảm bảo tiến độ theo quy định. Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, bổ sung đầy đủ biển cảnh báo, chú ý tàu hỏa, thu hẹp các lối đi tự mở qua đường sắt tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt. Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, tính đến 30 tháng 9 năm 2022 đã xóa bỏ được 418 lối đi tự mở, còn lại hơn 3.600 lối đi. Thưa quý vị và các bạn, hãy vươn lên sau vấp ngã bằng sự tự tin và lòng tự trọng, nhất định con đường đi về phía mặt trời sẽ dẫn ta đến tương lai tốt đẹp, là thông điệp xúc động được truyền cảm hứng trong chương trình Thắp sáng ước mơ Hoàng Lương do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với trại giam Bình Điền, Cục C10 Bộ Công an tổ chức cho hơn 300 nữ phạm nhân đang thụ án tại đây. Những câu chuyện đầy tình nhân văn, những phần quà ý nghĩa hay những tiết mục văn nghệ đã mang đến chương trình giao lưu thực sự ấm áp, ý nghĩa. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má xanh xao,
Nữ phạm nhân này chấp hành án khi chỉ còn 10 ngày nữa là đến ngày dự sinh. Đến thời điểm bây giờ, con của chị cũng đã được hơn 15 tháng tuổi. Vậy là còn 21 tháng nữa, chị phải rời xa con để bé trở về với gia đình. Còn bản thân chị vẫn phải tiếp tục thụ án thêm 25 năm vì tội trộm cắp tài sản. Nhớ về năm đứa con thơ vẫn còn chờ mẹ ở nhà, thương cho đứa con nhỏ đã sắp phải rời vòng tay của mẹ, càng khiến chị hối hận hơn về những việc làm sai trái của mình. Vì thế chị quyết tâm cải tạo tốt hơn để sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình. Con cũng đã mỗi ngày được lớn, cũng được trong trại cho con đi học. Cũng sớm gì thì cũng phải con cũng về vì tôi là án con dài. Sự mong muốn của tôi là cũng cải tạo cho tốt để được sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước, được trại giam để cán bộ giảm cho án để sớm trở về với gia đình. Tham gia chương trình thắp sáng ước mơ phụ nữ Hoàng Lương do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với trại giam Bình Điền, Cục C10, Bộ Công an tổ chức, hơn 300 phạm nhân nữ đã được lắng nghe những chia sẻ đầy cảm động từ báo cáo viên, từ chính những nữ phạm nhân đang thi hành án và cả những chị em đã cải tạo tốt, trở về hòa nhập với cộng đồng. Với thông điệp, hãy vươn lên sau vấp ngã bằng sự tự tin và lòng tự trọng, nhất định con đường đi về hướng mặt trời sẽ dẫn ta đến tương lai tốt đẹp. Những câu chuyện về tình mẫu tử, tình yêu thương đã giúp các nữ phạm nhân xóa đi phần nào khoảng cách, cảm giác tự ti mặc cảm, tiếp thêm động lực giúp các chị tham gia cải tạo tốt, hy vọng vào một cuộc sống tốt đẹp hơn khi được làm lại cuộc đời. Điều đầu tiên tôi học được đó là, thứ nhất là phải biết nhìn nhận và đánh giá lại bản thân của mình, biết mình sai ở đâu để biết sửa ở đấy. Và có những cái là bản thân tôi cũng như là tập thể, toàn thể chị em phạm nhân nữ luôn mong muốn là được là chính mình, cho dù bản thân chúng tôi đã từng lầm lỗi nhưng mà có được cơ hội để sửa sai. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng đã trao tặng 300 phần quà cho các nữ phạm nhân có thành tích cải tạo tốt, 44 phần quà dành tặng cho những phạm nhân không có người thăm nuôi và 3 suất quà đặc biệt gồm các nhu yếu phẩm cần thiết để tặng cho các trường hợp đang chăm con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Tại chương trình, Hội Phụ nữ tỉnh cũng đã cung cấp thông tin cần thiết để chị em nhận sự hỗ trợ về phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống sau khi tái hòa nhập thông qua đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 và hoạt động hỗ trợ sinh kế hàng năm. Các hoạt động có sự ưu tiên tham gia của nhóm phụ nữ yếu thế gồm phụ nữ khuyết tật, phụ nữ bị ảnh hưởng bởi HIV và phụ nữ Hoàng Lương tại hòa nhập cộng đồng. Sau khi Hoàng Lương thì cuộc sống thì ra ngoài thì cũng khó khăn, thì cùng con gia đình thì cũng lúc nào cũng đón chào với chị em phụ nữ ở địa phương và những phụ nữ ở Liên hiệp tỉnh của mình cũng có giúp đỡ. Và Hoàng Lương thì bây giờ mình cũng có một cửa hàng nhỏ nhỏ để buôn bán để mưu sinh hàng ngày. Thắp sáng ước mơ phụ nữ Hoàng Lương thì ý nghĩa nó là gắn với tên của chương trình, đó là phụ nữ các cấp hội sẽ đồng hành với các chị phụ nữ Hoàng Lương sau khi tái hòa nhập cộng đồng để thắp sáng lên niềm tin và sẽ luôn có ở xã hội, sẽ có những cộng đồng luôn đồng hành sát cánh để giúp họ trở lại con đường tươi sáng hơn. Chương trình thắp sáng ước mơ phụ nữ Hoàng Lương mang thông điệp nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội với ý nghĩa động viên các phạm nhân vươn lên sau vấp ngã bằng sự tự tin và lòng tự trọng để có một tương lai tốt đẹp hơn, sớm hoàn thành thời gian chấp hành án để tái hòa nhập cộng đồng, làm ăn lương thiện, ổn định cuộc sống. Sau 2 tháng diễn ra, cuộc thi ảnh nghệ thuật video clip với chủ đề Trù Chá, Côn Tè, sắc màu sông nước năm 2022 đã kết thúc. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế tổ chức lễ trao giải và triển lãm các tác phẩm xuất sắc để người dân và du khách cùng thưởng lãm. Với thời lượng 3 phút, video Rủ Chả Mùa Thay Lá của tác giả Lê Tấn Thanh đã lột tả được vẻ đẹp yên bình, nguyên sơ và quyến rũ của rừng ngập mặn Rủ Chả lúc vào thu. Được đầu tư kỹ lưỡng với nhiều bối cảnh, nhiều góc quay, video này được xem như là một rủ chả thu nhỏ, để ai chưa có dịp đến đây cũng có thể cảm nhận được hết vẻ đẹp của khu rừng ngập mặn này. Đây cũng là tác phẩm đạt giải nhất trong hạng mục video của cuộc thi năm nay.
Lần đầu tiên thì mình thấy thức rất là bất ngờ và vui, rất là vui. Khi được nhận được cái giải nhất của video rủ trả hôm nay, thì cái nghiệp của mình thì chỉ có là cố gắng tìm những cái hình ảnh đẹp nhất về rủ trả để mà quảng bá cho đến mọi người, để tất cả những mọi người trên toàn quốc hay là có thể là du lịch có thể biết đến cái rủ trả của mình. Mà cái cuộc thi này mà tổ chức lại thường niên thì chắc chắn mình sẽ tham gia và cố gắng kêu gọi thật nhiều anh em trong nghề chụp ảnh hoặc là phim để mà truyền tải lại những cái hình ảnh và nội dung đẹp để đến với mọi người. Cuộc thi ảnh video nghệ thuật Rủ trả Côn Tè sắc màu sông nước lần đầu tiên tổ chức đã thu hút sự tham gia của gần 100 tác giả với gần 1.000 tác phẩm. Đáng chú ý, không chỉ có những tác giả ở trong tỉnh mà còn đón nhận sự tham gia của các tác giả đến từ 10 tỉnh thành khác trong toàn quốc. Thông qua cuộc thi, những hình ảnh đẹp về thiên nhiên của rừng ngập mặn Rủ trả đã được lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển du lịch như một lời chào đón du khách gần xa đến Huế để cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp mà thiên nhiên ban tặng. Đây là một cái sân chơi không những ở trong tỉnh mà cả nước đều là về đây để tìm những cái khoảnh khắc đẹp và có những cái tác phẩm để lại cho đời và cho cái quảng bá cái đẹp, cái sắc màu mùa thu của rủ trả trên địa phương của thành phố Huế. Khi phát động cuộc thi thì mọi người khách du lịch nhiều nơi đã tập trung về Huế và tập trung về rủ trả rất là nhiều. Ở trên mạng xã hội chúng tôi có phát động một giải thưởng là bình chọn cho tác giả và tác phẩm được yêu thích nhất trên mạng xã hội, thì các cộng đồng mạng đang hưởng ứng rất là nhiều và kỳ rủ trả Côn Tè đã là một cái địa chỉ mà nhiều người tìm kiếm ở trên mạng xã hội, và chúng tôi tự tin khẳng định rằng sau cuộc thi này thì rủ trả Côn Tè là một điểm đến du lịch hấp dẫn của tỉnh Thừa Thiên Huế, của thành phố Huế, của tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiện nay, ban tổ chức đã lựa chọn 72 tác phẩm xuất sắc để trưng bày triển lãm tại khuôn viên Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Huế. Với triển lãm này, thành phố mong muốn sẽ truyền tải được những hình ảnh độc đáo, bình dị và nên thơ của rủ trả Côn Tè đến với người dân và du khách. Đồng thời cũng mong muốn sẽ lan tỏa cuộc thi, thu hút được nhiều tay máy đến từ nhiều tỉnh thành khác trong các cuộc thi năm sau để cùng khai thác hết vẻ đẹp đặc biệt của vùng sông nước thành phố Huế. Hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Huế cho biết, đơn vị đã bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Quang, sinh năm 2002, Dương Gia Nguyên, sinh năm 2001, Đoàn Đại Tiến, sinh năm 2004, cùng trú tại xã Phú Dương, thành phố Huế về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, khoảng 20:30 ngày 12 tháng 7 năm 2022, nhóm Nguyễn Hữu Quang mâu thuẫn cá nhân với nhóm Lý Trực Duy, sinh năm 2004, trú tại xã Phú Dương, thành phố Huế. Nhóm của Quang gồm 10 người đã sử dụng xe mô tô mang theo hung khí, dao kiếm tự chế tìm nhóm Duy để giải quyết. Khi đến cánh đồng Lưu Khánh, xã Phú Dương, thành phố Huế thì phát hiện nhóm Duy. Tại đây, nhóm của Duy phát hiện nhóm của Quang mang theo hung khí nên bỏ chạy. Riêng Duy không chạy thoát nên bị nhóm của Quang dùng chân, tay, dao kiếm tự chế đánh chém trúng đầu, lưng, gây thương tích. Hậu quả Duy phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, tỷ lệ tổn hại sức khỏe là 20%. Sau một thời gian củng cố hồ sơ, tài liệu chứng cứ, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Quang, Nguyên, Tiến, ra lệnh cấm xuất cảnh đối với 7 người còn lại để điều tra. Một lần nữa, vụ việc là lời cảnh báo cho mọi người trong văn hóa ứng xử, nhất là thanh thiếu niên, đừng vì chủ hơn thua giải quyết mâu thuẫn bằng cố ý gây thương tích để rồi người thương tật kẻ vào tù tội. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.